Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Bling Baby. Thì nhân vật chính của video ngày hôm nay chính là bộ sưu tập California Cherry đến từ brand mỹ phẩm Hàn Dear May. Thì không biết là các bạn có nhớ không, mình đã từng có cơ hội hợp tác với Dear May trong một bộ sản phẩm trước đó và mình đã có một trải nghiệm rất là tốt, cho nên là mình rất là hào hứng không biết bộ sưu tập lần này của Dear May hit or miss đây. Trong box lần này thì bao gồm một hộp phấn phủ, một eyeliner và 5 thỏi son. Thì chúng ta sẽ đến với em phấn phủ đầu tiên nha. Thì đây chính là em Dear May California Cherry Serum Pack. Đây là một em phấn phủ dạng nén với thiết kế vỏ nhựa màu hồng pastel rất là dễ thương. Ở bên trong thì sẽ có kèm theo sticker để dán lên trên hộp nữa, nhưng mà mình thích trơn hơn cho nên là mình để trơn luôn. Còn các bạn nào mà thích dán thì các bạn có thể dán lên nha. Em này là phấn phủ dạng nén không màu, thiết kế nhỏ gọn, phù hợp để bỏ túi xách hoặc là mang đi du lịch. Khi apply lên da thì em này sẽ che phủ lỗ chân lông nè, tạo cho mình một lớp nền mịn nè, mỏng nhẹ chứ không bị cakey. Và đặc biệt là em này khi chụp dưới đèn flash thì sẽ không có hiện tượng trắng bệt mặt đâu. Tiếp theo chúng ta cùng đi đến với em California Cherry Pen Eyeliner. Thì cái màu mình có là màu CP1 Black. Thì mình không biết là có màu khác không nữa, hình như là có màu khác hay sao á, nhưng mà mình nhận được màu đen. Em này có đầu cọ thanh mảnh, rất là dễ kẻ, mực thì ra đều và vừa phải. Nói chung là mình rất là thích cái em kẻ mắt này luôn. Cái đợt vừa rồi thì mình cũng có cơ hội trải nghiệm qua hai em kẻ mắt của nhà DMA mà mình đã rất là thích rồi. Thì em này giống như là phiên bản hoàn thiện hơn vậy á, xuất sắc luôn. Những bạn nào mà đang tập kẻ mắt hoặc là vừa mới hết kẻ mắt thì có thể tham khảo em này nha. Và cảm thấy rất là highly recommend em này. Ok, và chúng ta đi đến với phần trọng tâm của video ngày hôm nay nha. Đó chính là bộ sưu tập Dear May California Cherry Velvet Teen. Bộ sưu tập California Cherry lấy cảm hứng từ những cô gái tuổi teen mang phong cách retro cùng với vibe những năm 90. Phần packaging với tông màu xanh pastel làm chủ đạo, thiết kế vỏ son là vỏ nhựa lì, phần nắp trong suốt với icon cherry chạy xung quanh nắp. Phần cọ son thiết kế khá là lạ, đầu cọ thì vát xéo nhẹ. Mình cảm thấy là đầu cọ son này đánh son sẽ hơi khó một xíu, lượng son lấy ra vừa đủ để đánh full môi. Còn nếu như các bạn đánh lòng môi thì nên gạt bớt son ra trước khi đánh. Chúng ta đến với màu son đầu tiên, CT1 Adelia Diary. CT1 là một màu nude cam sữa ánh vàng. Em này thì sẽ cho ánh nhìn trẻ trung, nhẹ nhàng, tuy nhiên là khá kén da và kén men răng, cho nên là sẽ cần makeup đi kèm. Chiếc son Velvet Teen bông xốp lên màu rõ từ lần quẹt cọ đầu tiên. Son lên môi thì sẽ cho hiệu ứng mờ lì, ẩm mịn và không làm lộ vân môi. Cái lúc mà mình swap bộ sưu tập này á, thì môi của mình rất là khô và có nhiều da chết á. Tuy nhiên là khi đánh lên thì nó cũng không có lộ gì mấy. Màu son tiếp theo CT2 Billy Story. Em này thì mình thấy nó sẽ dễ dùng hơn CT1 vì có pha thêm một xíu ánh hồng. Em này đánh lòng môi hay là phun môi thì đều xinh xắn hết. Dạo gần đây mình khá là thích cái em son MLBB ánh hồng cam, nên chắc chắn CT2 là một trong những màu son mà mình thích nhất cho bộ sưu tập lần này. Em son này khi lên môi thì nó sẽ hơi bóng nhẹ một xíu, sau khi son xếp lại thì sẽ cho hiệu ứng mờ lì. Tuy nhiên là son vẫn sẽ ẩm mịn trên môi, không gây khô môi. Son khá là mướt, khi bạn môi hay apply nhiều lớp thì son cũng ít bị xê dịch. Tuy nhiên là các bạn hạn chế apply lớp son quá dày nha, tại vì son rất là dễ dính răng cũng như là dễ bị đọng ở lòng môi. Tiếp theo là màu CT3 Clara Dream. CT3 là một màu nâu cam cháy. Em này thì khỏi phải bàn về độ hot và dễ dùng rồi. Tông màu này thì sẽ phù hợp với mọi tông da luôn, dù là da trắng hay da ngăm đều có thể dùng được hết. Những tông màu như thế này thì sẽ tôn da, tôn răng cực kỳ nè, không cần phải make up đi kèm đâu. Dùng trên mặt mộc vẫn rất là xinh xắn nha. Độ bám màu của em này thì khoảng 4-5 tiếng nếu như không ăn uống, và khi trôi thì sẽ không để lại stain màu đâu. Tiếp theo CT4 vẫn là một tông cam cháy nhưng sắc đỏ cam tươi hơn và ít nâu hơn CT3. Tùy theo sở thích của mỗi người mà các bạn lựa chọn một màu son ưng ý thôi nha, vì cả hai đều không kén da hay kén men răng. CT4 thì sắc độ màu sẽ tươi tắn hơn và cho cảm giác trẻ trung hơn so với CT3. Son sẽ có hương cherry gum nhẹ nhàng, khá là dễ chịu. Màu cuối cùng trong bộ sưu tập CT5 Esther Secret. CT5 là một màu đỏ đất quốc dân. Khi đánh lòng môi thì sẽ thấy son có hơi ánh base hồng nhẹ, còn khi đánh full môi thì tông nâu đất sẽ ánh lên rõ hơn. Khỏi phải bàn thì đây chính là màu son mà mình thích nhất trong bộ sưu tập lần này. Màu son chuẩn đỏ đất, không quá sáng cũng không quá trầm. Màu này rất là dễ dùng, đánh khi mặt mộc thì vẫn rất là ok luôn. Da trắng hay da ngăm đều có thể dùng được. Bộ sưu tập lần này của Dear May phải nói là xuất sắc, không có điểm nào để chê hết. Và mình chắc chắn là sẽ mua thêm vài em eyeliner về để dành xài.
Vậy là mình đã review xong bộ sưu tập California Cherry mới của nhà Dear May. Thì không biết là các bạn cảm thấy như thế nào về bộ sưu tập lần này, đừng ngại comment bên dưới cho mình biết với nha. Hy vọng là các bạn yêu thích video lần này. Đừng quên like video và subscribe channel của mình để xem thêm nhiều video mới nha. Bye bye.